Trên trang cá nhân, NH, Kha đã đăng tải bài viết tiết lộ sẽ phơi bày quá khứ không mấy tốt đẹp của nữ ca sĩ Phi Nhung. NH, Kha là một người làm về công nghệ. Cách đây không lâu, anh trở thành cái tên nóng khi tìm ra tung tích anti-fan cho bà Phương Hằng và được thưởng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh chỉ nhận 500 triệu đồng còn 500 triệu đồng dành làm từ thiện. Mới đây, một lần nữa, NH, Kha khiến dân tình ngỡ ngàng khi tuyên bố sẽ đem quá khứ không mấy tốt đẹp của Phi Nhung ra trước bàn dân thiên hạ. Cụ thể, anh đã đăng lên trang cá nhân bài viết có nội dung chứng minh nói được làm được, mình sẽ phơi bày dĩ vãng dơ dáy dễ gì dấu diếm của Phi Nhung và thủ đoạn của Đỗ Mờ Tê nhé. Bài đăng của NH, Kha nhanh chóng trở thành đề tài nóng được đông đảo mọi người quan tâm và bàn tán. Một số không khỏi tò mò bởi trước giờ thông tin mà anh chàng này đưa ra khá chuẩn xác. Tuy nhiên, nhiều dân tình lại phản bác, cho rằng không nên úp mở như vậy, nói cái gì cũng cần bằng chứng. Ý kiến từ cộng đồng mạng: nói chung là giờ mất niềm tin và nhiều người rồi nên đọc tin này cũng chẳng có quá gì ngạc nhiên, chỉ là hóng phốt xem cái anh nói nó kinh khủng tới mức nào thôi. Anh không nên úp mở như vậy khiến người ta nghĩ xấu rồi tranh cãi nhau. Tóm lại có gì thì cứ nói thẳng ra rồi đăng bằng chứng cụ thể là được. Rồi lại phốt nữa, năm nay chắc showbiz có hạn rồi. Ta nói, giờ ai tránh được, né được thì né khẩn cấp nha, chứ mấy bữa nay đi hít đờ ra ma cũng no lắm rồi. Phi Nhung vẫn luôn là thần tượng của mình, nhìn chị hiền mà hay chăm trẻ mồ côi mà. Anh có nói gì hay tung gì thì tung đi, anh đừng làm vậy ảnh hưởng danh tiếng người ta. Theo thông tin từ bài mới nhất trên trang cá nhân của anh chàng thì rất có thể bài viết này bị dì cọt. NH, Kha viết, mấy cái chiêu hù gia đình đó chỉ đối phó với mấy đứa mới rất sữa. Chứ muốn anh bực, xong anh chửi, để tụi em dì cọt hả? Ôi trời ơi, anh biết chứ, nhưng hôm qua là lần dì cọt cuối cùng rồi, không có cơ hội đâu. Hiện tại thông tin về việc NH, Kha có thật sự phốt nữ ca sĩ Phi Nhung không và ẩn tình phía trong là gì vẫn chưa được xác thực. Còn về phía Phi Nhung vẫn chưa lên tiếng hay có bất cứ động thái nào. Còn bạn nghĩ gì về sự việc này? Hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé!